Hôm nay mình sẽ test cái bộ test vận hành laptop 40 pin LED. Đây, 40 pin LED với nguồn 5V USB. Đây, nguồn 5V. 5V USB. Nguồn USB cắm thẳng vào laptop. Ok, thì trong cái một số cái video clip trước đó, mình đã có một cái review là dùng nguồn 5V, nhưng mà mình dùng một cái mạch boost đẩy nguồn lên từ 5V lên 12V để sử dụng. Thì có một bạn đó, sau khi đem về thì nói mình là sử dụng trực tiếp nguồn 5V được, thì mình về test lại. Thì mình cũng test trên một vài cái màn hình, chưa test nhiều, nhưng mà theo mình nghĩ thì màn hình LED thì dòng nó không cao, có thể dùng được. Ở đây mình dùng thẳng nguồn USB của laptop luôn. Cái này mình cũng chỉ test nhanh, không phải review, mình chỉ test nhanh, chủ yếu là sử dụng cái bộ test panel laptop này với nguồn 5V USB. Vì đây cũng một số anh em có cái nhu cầu sử dụng là màn hình thứ hai. Đây, màn hình. Laptop 40 pin. Mình chọn lại cái hai màn hình. Hai màn hình. Đây, nguồn USB. Hôm nay mình lấy cái bàn phím, mình cắt từ bàn phím ra cho nên nó hơi dài, mình cuộn lại đây nha. Mình cắm trực tiếp vào USB của laptop. Ok, cái này là mình test theo yêu cầu. Một số bạn là muốn sử dụng trực tiếp nguồn USB của laptop hoặc máy PC thì mình chỉ cần mua bộ này, bộ combo này về kết hợp với màn hình LED. Ghi chú là màn hình LED nha. Mình có test với màn hình xài bóng neon á, thì khi mà mình hạ cái volt, mình dùng cái máy cấp nguồn, mình hạ volt xuống tầm khoảng 7V, 6-7V thôi là hình nó vẫn còn, có nghĩa là cái bo nó vẫn chạy, nhưng mà cái cao áp thì nó chạy không nổi. Còn phần LED á, thì mình thử rồi, mình thử trước khi thử bằng cái USB này thì mình đã thử bằng cấp nguồn á, mình hạ xuống 5V là nó vẫn chạy ok. Vì vậy cho nên là nếu mà mình dùng trực tiếp từ nguồn, ở đây mình đang test trực tiếp bằng nguồn laptop nha. Đây, trực tiếp bằng nguồn laptop. Đây, cọng dây mình cuộn lại. Trực tiếp bằng nguồn laptop vẫn được ok nha. Anh em có những cái thắc mắc nào liên quan để lại comment bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Và có những cái gọi là thử thách gửi đến cho mình thì cũng để lại bên dưới, nên mình cảm thấy cái thử thách, những cái yêu cầu nào có thể thực hiện được mình sẽ thực hiện trong cái video clip tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.